Thank you.
Việt Nam nhất kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hoạt động khí sôi động nhất tại Tuyên Quang sẽ được diễn ra lúc 20:30 buổi tối ngày hôm nay. Thật tuyệt vời phải không quý vị ơi? Và chúng tôi cũng xin đề nghị với tất cả đại diện của các mô hình, đúng 20:28 chúng ta sẽ dừng toàn bộ nhạc ở các mô hình để chúng ta chuẩn bị cho phần chào cờ trang trọng với phần nhạc đã từng chuẩn bị tại khu vực trung tâm mà chúng ta đang nhìn thấy, với tất cả sự hiện diện của nhân dân, du khách trong nước, quốc tế là các bạn đại diện quân trong buổi tối ngày hôm nay. Đó là một điều vinh dự đối với Tuyên Quang, và trung thu của Tuyên Quang là trung thu lớn nhất cả nước. Với những điều tuyệt vời đó, chúng tôi mong rằng chúng ta hãy cùng nhau hỗn hợp để lễ hội thánh tuyên của chúng ta thành công, rực rỡ. Xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Các xe mô hình lưu ý nhá. Đúng nhá. 20:25 tất cả các xe mô hình chúng ta tắt nhạc để vào phòng tập trung. Đúng 8:30 là sẽ được kết thúc cho chồng cờ. Một nghi lễ chính thức được diễn ra vào lúc 8:30. Xin cảm ơn anh em. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng là trung thu của Tuyên Quang là một trung thu rất lớn, đã rất nhiều năm nay. Thì trung thu của Tuyên Quang luôn là điểm đến được mời rất lớn với du khách trong nước và quốc tế.